Ông Lee Kyung sik làm nghề nuôi chó lấy thịt được 12 năm vào tháng 11 năm 2023 khi hay tin các nhà lập pháp Hàn Quốc đang thúc đẩy luật cấm nuôi chó lấy thịt và tiêu thụ thịt chó. Ông Lee đã rất lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo đóng cửa cơ sở nuôi chó lấy thịt của ông Lee sắp thành sự thật. Ngày 9 tháng 1, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm chăn nuôi và giết mổ chó để tiêu thụ. Dự luật nhận được sự ủng hộ từ lưỡng đảng trong Quốc hội Hàn Quốc với 208 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, theo hãng thông tấn John Hub. Dự luật mở đường cho việc chấm dứt thói quen tiêu thụ thịt chó vốn đã hình thành từ lâu ở Hàn Quốc. Ngoài ra, đây được xem là một động thái mạnh mẽ của Quốc hội Hàn Quốc, dù những người nuôi chó lấy thịt và kinh doanh thịt chó có phản ứng gây gắt. Viện Phúc Lợi Động Vật ở Washington, DC, Mỹ ước tính rằng người Hàn Quốc giết 2 triệu con chó mỗi năm để làm thức ăn và chăn khoảng 100.000 tấn thịt chó, theo tờ The Saint Herat. Tổ chức phi lợi nhuận Viện Trợ Quốc tế cho Động vật Hàn Quốc khẳng định rằng mặc dù có bằng chứng cho thấy việc ăn thịt chó xuất hiện từ lâu nhưng việc tiêu thụ thịt chó không phải là một truyền thống ăn sâu vào lịch sử văn hóa hàn quốc tổ chức này cũng tuyên bố rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất việc ăn thịt chó cũng không tạo thành phong tục theo đó ở nhiều khu vực khác người ta xem ăn thịt chó là biện pháp cuối cùng để tránh chết đói ở hàn quốc trong nhiều thế kỷ qua việc ăn thịt chó không bị cấm hay bị trừng phạt từ lâu đây được cho là phương án giải nhiệt trong những tháng hè oi bức theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, nước này có khoảng 1.100 trang trại nuôi chó lấy thịt với khoảng 500.000 con chó được nuôi tại các trang trại này. Theo khảo sát vào năm 2020 của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế, khoảng 84% người Hàn Quốc chưa ăn thịt chó hoặc nói rằng họ sẽ không ăn thịt chó trong tương lai. 59% người ủng hộ cấm ăn thịt chó và 57% người dân cho rằng việc ăn thịt chó làm hình ảnh Hàn Quốc xấu đi. Trước những phản ứng từ người dân, tháng 11 năm 2023, Đảng cầm quyền Hàn Quốc cho biết đang lên kế hoạch thảo luận về lệnh cấm tiêu thụ thịt chó. Vào thời điểm đó, nhà lập pháp trên cho biết luật mới dự kiến hỗ trợ đầy đủ cho nông dân, người bán thịt chó và các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng. Các nhóm bảo vệ quyền động vật ở Hàn Quốc ủng hộ bước đi này và bày tỏ mong muốn Quốc hội Hàn Quốc sẽ thông qua dự luật nói trên. Tuy nhiên, những người kinh doanh thịt chó bày tỏ bất bình trước thông tin này vì cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của họ. Vào tháng 11, sau khi đề xuất cấm thịt chó được đưa ra, khoảng 200 người nuôi chó đã tổ chức biểu tình gần văn phòng tổng thống ở Seoul. Khi ấy, Hiệp hội Nông dân Thịt Chó Hàn Quốc cho biết họ cân nhắc việc thả 2 triệu con chó gần các cơ quan của chính phủ ở Seoul và nhà của các nhà lập pháp. Theo dự luật vừa được thông qua, Hàn Quốc sẽ cấm phân phối và bán các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ chó, đồng thời kêu gọi trợ cấp cho những người kinh doanh thịt chó chuyển sang ngành nghề khác. Theo dự luật, bất kỳ ai giết chó để làm thức ăn có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc bị phạt tiền lên tới 30 triệu won, tức khoảng 23.000 đô la Mỹ. Bất cứ ai cố ý mua, vận chuyển, tàn trữ hoặc bán thực phẩm làm từ chó cũng sẽ bị phạt. Dự luật hiện đã được trình lên Tổng thống John suk yeol để ký thành luật. Nếu được thông qua, luật này sẽ chính thức được thực thi vào năm 2027. Đệ nhất phu nhân Kim Kyung-hee bày tỏ sự ủng hộ với dự luật vừa được thông qua Bà Kim nói rằng việc cấm thói quen này là lời hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống của tổng thống John. Các nhóm bảo vệ quyền động vật hoan nghênh lệnh cấm. Tuy nhiên, những người nuôi chó lấy thịt bày tỏ sự thất vọng trước việc dự luật được thông qua. Luật không quy định rõ ràng người nuôi chó lấy thịt và những người khác trong ngành kinh doanh thịt chó sẽ được hỗ trợ như thế nào. Hôm 9 tháng 1, Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc Song mi -ryong cho biết chính phủ sẽ cố gắng xây dựng các chương trình hỗ trợ hợp lý cho những người bị ảnh hưởng. Nhiều người lớn tuổi làm công việc nuôi chó lấy thịt lâu năm, sẵn sàng đóng cửa trang trại nuôi chó của họ nếu được đền bù thỏa đáng, vì dư luận có cái nhìn cực kỳ tiêu cực về công việc của họ. Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam tổ chức lễ ký kết trực tuyến với Four Paws, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu về cam kết không tiêu thụ thịt chó mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dạy. Thỏa thuận giữa thành phố Hội An và tổ chức Four Paws nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dạy giúp ngăn chặn bệnh dịch bùng phát. Thỏa thuận có hiệu lực từ cuối năm 2021 và kéo dài liên tục trong 2 năm. Thành phố Hội An là địa phương đầu tiên của Việt Nam có thỏa thuận nhằm mục đích chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo. Thông tin từ Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu Four cho biết, ngày 5 tháng 12 năm 2023, đơn vị này cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam đóng thành công một cửa hàng chuyên bán thịt chó mèo lâu năm nhất tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Đây là một trong ba cửa hàng bán thịt chó mèo còn lại của thành phố Hội An. Thông tin từ Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu Four Paws cho biết, ngày 5 tháng 12 vừa qua, đơn vị này cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam đóng thành công một cửa hàng chuyên bán thịt chó mèo lâu năm nhất tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Đây là một trong ba cửa hàng bán thịt chó mèo còn lại của thành phố Hội An. Ông Phạm Văn Quyết, chủ cửa hàng cho biết, trước đây mỗi năm cửa hàng ông tiêu thụ hơn 350 con chó và đã hoạt động trong gần 15 năm. Khi tôi biết tới dự án mà Forbes và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An nhằm chấm dứt buôn bán thịt chó mèo trong thành phố, tôi cảm thấy mình có thể góp phần giảm thiểu tình trạng này bằng cách đóng cửa nhà hàng của mình. Ông Quyết chia sẻ. Theo đó, ông Quyết đã tình nguyện đóng cửa cơ sở kinh doanh theo chủ trương của chính quyền Hội An và chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác. Là cửa hàng kinh doanh lâu năm nhất trong số 3 cửa hàng bán thịt chó mèo còn lại tại Hội An, ông mong muốn những người buôn bán thịt chó mèo khác trong khu vực cũng sẽ sớm hành động như mình. Ông Nguyễn Thế Hùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, trong hai năm qua với sự hợp tác của Forpoise, Hội An đã triển khai thành công một số hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thịt chó mèo. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng việc đóng cửa cửa hàng nói trên đánh dấu một bước tiến nữa trong việc loại bỏ dần việc buôn bán thịt chó mèo ra khỏi thành phố Hội An. Trước đó, tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã ký biên bản ghi nhớ với Forpoise cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo trên địa bàn. Những năm qua, hai đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động như các đợt triệt sản và tiêm phòng miễn phí, tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong đó có các bản quảng cáo lớn và màn hình LED được đặt ở những vị trí nổi bật quanh thành phố để nhấn mạnh những nguy cơ của việc buôn bán thịt chó mèo. Theo Forbes, hàng năm ước tính có khoảng 10 triệu cá thể chó và mèo bị bắt, vận chuyển và giết mổ để lấy thịt ở Campuchia, Việt Nam và Indonesia. Phần lớn những con vật này là thú cưng hoặc động vật bị đánh cắp trong cộng đồng, và động vật đi lạc được bắt từ đường phố để cung cấp cho hoạt động buôn bán